Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề là thun ngọn cũng như là đen ngọn ở trên bông dạng thọ ha, cũng như là sẽ trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận chung kênh của mình. Thì đối với mà cái dạng thọ của mình mọi người mà nó bị thun ngọn nè cũng như là đen ngọn á, là cái nguyên nhân là nó bị bọ trĩ nó tấn công ha, nó chích hút vào những cái ngọn bông dạng thọ của mình á, từ đó là nó sẽ thun và từ từ là nó sẽ đen ngọn này ha. Và cách giải quyết bây giờ thì chúng ta sẽ phòng bọ trĩ ha. Thì ở đây thì mọi người cứ ra những tiệm vật tư nông nghiệp á, mọi người nói là bán cho tôi cái thuốc đặc trị thuốc bọ trĩ đó, thì ở đây thì người ta sẽ bán cho bạn ha, và đề xuất cho bạn một cái gói là được mang tên là Confidor ha. Thì cái Confidor này là nó chuyên đặc trị ở trên cái bọ trĩ của mình, thì các bạn cũng có thể là xịt ở trên bông dạng thọ ha. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ vào nội dung, mình trả lời câu hỏi cho những anh chị đã bình luận chung kênh của mình ha. Thì một bạn tên là Phạm Tiết Nhi, bạn này bạn hỏi mình là C10 trồng 3 cây có ổn không? Thì C10 là trồng 3 cây được nha bạn ha. Rồi một bạn tên là User 9S nè, bạn này bạn hỏi mình là gieo dạng thọ Mỹ bao nhiêu ngày thì nó mới lên? Thì dạng thọ Mỹ là bạn gieo khoảng đâu là 4 bữa là nó sẽ lên nha. Ở đây thì mình có một nhà vườn á, ở gần mình nè, chuyên gia là trồng cái dạng thọ Mỹ á, đó là dạng thọ Mỹ Nam Việt ha, trồng lên rất là đẹp luôn, bông cũng rất là to. Rồi một bạn tên là Hiếu Trần ha, bạn này bạn hỏi mình á là cái dạng thọ của mình á thì bao nhiêu ngày mình mới xịt dưỡng cái Atonit. Thì đối với cái Atonit này á, thì bạn phải đợi cây của mình á là nó phải là ra được những cái lá thật, có nghĩa là khoảng đâu là 2-3 cặp lá thật á thì bạn hãy nên xịt. Còn cây của mình mà nó còn nhỏ quá mà bạn xịt á là nó ốm nhơm luôn, tại vì nó là thuốc dưỡng giúp cho cây của mình mau dược, thành ra là khi mà bạn xịt vô là nó sẽ rất là dở ha. Nó chỉ xịt trong cái trường hợp là cây của mình mà nó bị si thôi, mà nó chậm lớn thôi thì mình mới xịt. Rồi một bạn tên là Tuyết Trinh nè, 5810, bạn này bạn hỏi mình á, 20 tháng 10 thì bấm ngọn ngày nào? Bạn gieo bữa 20 tháng 10 á thì bạn sẽ bấm ngọn 2 lần. Thì bạn sẽ bấm ngọn vào cái bữa là 22 tháng 11 âm lịch ha, và khoảng đâu là mùng 4 tháng 12 âm lịch thì bạn sẽ bấm tiếp cho nó một lần nữa, là 2 lần ha, thì hoa của mình sẽ đúng Tết nha bạn. Rồi, một bạn tên là Võ Dân nè, bạn này bạn hỏi mình á là anh ơi, dạng thọ của em lên được 2 lá thì mình tưới phân DAP có được hay không? Thì dạng thọ mình mới lên được có 2 lá đài là bạn không nên tưới ha, tại cái bộ phận rễ của mình nó hiện tại bây giờ nó rất là yếu luôn. Nó thì do đó thì bạn hãy đợi nó lên được 2 cái lá thật đi rồi bạn hãy tưới. Tưới với cái liều lượng nó rất là mỏng ha, DAP bạn ngâm với nước của mình là 5 lít nước, 1 kg phân DAP ngâm với 5 lít nước. Sau đó bạn lấy 100c pha với thùng dồi 10 lít nước để bạn tưới nha. Nó thì như thế là được nha. Nhưng mà bạn phải đợi nó lên được 2 cái lá thật là chúng ta sẽ vô cái cử đầu tiên. Rồi một bạn tên là Tuấn Lê 5241 nè, bạn này bạn hỏi mình là phân dê sơ dừa với cho cháu làm dạng thọ có được không bạn? Dạ được nha bạn ha, rất là tốt luôn, không ảnh hưởng nha. Rồi một bạn tên là Tho nè, bạn nào bạn hỏi mình bà B3 là ngắt ngọn bữa mấy? Thì ở đây thì nếu đi một cơi bạn gieo bữa 22 tháng 10 âm lịch đi, thì bạn sẽ ngắt ngọn vào bữa là 27 tháng 11 âm lịch ha, là được nha. Rồi một bạn hỏi mình làm ơn cho mình hỏi trộn giá thể vào chậu mình có xịt thuốc gì hay không? Ở đây thì bạn có thể là bạn sử dụng thằng ALS để bạn xịt cho nó nha, là phòng cái nấm bệnh thôi, hoặc là Rirumin cũng được. Rồi một bạn là User tới M nè, cho mình hỏi gieo dạng thọ gần 1 tháng rồi, ngắt ngọn khi nào? Thì ở đây thì bạn phải canh nó khoảng đâu là 5 đến 6 cặp lá thì bạn bấm ngọn nha, rất là dễ. Rồi một bạn tên là Danh Ngọc 2603 nè, dạng thọ mới ươm mình để trong mát hay phơi ngoài nắng? Thì mới ươm thì bạn nên để ở trong mát đi, tại vì bạn sẽ để ý đi, những anh chị mà làm nhiều á là người ta hay làm một cái mái che á, người ta che bằng cái lưới lan á, rồi sau đó khi mà cây của mình mà nó la được 2 cái lá nhám thật á thì bạn hãy cho nó tiếp xúc với ánh nắng á, bạn cho cây của mình nó cứng cây, không là cây của mình nó ốm lắm. Bạn tên là Sang Nguyễn á, bạn này bạn hỏi mình á là dạng thọ B3 rồng vàng chỉ xuống giống bữa 22 B1 giúp có được hay không? Là được nha bạn ha. Rồi Hùng Học như nè, anh ơi cho em hỏi là dạng thọ con nên xịt thuốc sâu gì? Thì đối với cái thuốc sâu thì bạn nên xịt là cái những dòng thuốc dạng cớm, nhưng mình là xịt thằng em sai nha bạn ha. Rồi bạn Thị Nở như nè, rồi bạn này bạn hỏi bánh dầu và đạm cá khi nào mồm liều lượng ra sao? Đối với cái bánh dầu thì bạn có thể là bạn pha cho nó là 1 kg bánh dầu, bạn ngâm với là 60 lít nước để bạn tưới trên bông dạng thọ của mình ha, là được nha. Còn đối với cái đạm cá của mình thì ở đây thì mỗi chai đạm cá là nó mỗi khác nhau nữa, ở trên cái chai thuốc của mình là nó có điều ghi cái liều lượng, bạn pha theo cái công thức của nó là được nha. Mà lỡ mà có phạm tí nữa chắc cũng không sao, tại vì nó thuộc dòng phân hữu cơ.
Rồi Hằng Nguyễn nè, cho chị hỏi dạng họ của chị mua cây con về trồng, giờ được 5 cặp lá rồi thì giờ phải làm sao? Bây giờ nó 5 cặp lá, mà chị đợi cho nó thêm một cặp lá nữa đi, chị là chị trồng nó quá sớm rồi, không có thể nào mà nó đúng Tết được, thì nó đã thời điểm này là người ta mới gieo thôi mà chị đã 5 cặp lá rồi thì chắc chắn là chị sẽ sớm thôi. Rồi một bạn tên là Hồ Hào nè, em trồng hoa bị héo ở gốc, đã đây thì bạn nên phòng thằng Alice hoặc là thằng Ridumin nha, là được nha. Rồi một bạn tên là Xuân Nguyễn này nè, bạn này bạn hỏi mình là ươm được 8 ngày tuổi rồi xịt humic có được hay không. 8 ngày tuổi nhưng mà bạn phải canh và bạn xem cái cây của mình nó phát triển như thế nào, ví dụ như là nó phải ra được hai cái lá thật đi thì bạn mới có thể là bạn xịt humic được. Nhưng mà humic ở đây nó rất là mỏng nha, điều luôn nó rất là mỏng luôn, bằng không là cái bộ rễ của mình là nó sẽ bị hư liền, tại vì cây ở cái thời điểm này á là nó còn rất là nhỏ, bộ rễ nó yếu lắm, xịt vô là dăng dách liền nha. Thì đó là cái chia sẻ của riêng mình, bạn có thể bạn xem nhiều kênh để bạn hiểu hơn ha. Rồi dạng thọ ban mai, tránh thuốc gì anh? Tránh thuốc những dòng thuốc dạng nhũ dòng, ở trên cái gói thuốc của mình nó có là hàng EC á, đó. Ví dụ như là những cái hoạt chất mà có như là Mantaxy nè, Mancozeb nè, đó, thì đó những cái loại đó đó nha. Rồi một bạn tên là Trần Văn Cường hỏi mình là xịt ALS phun trực tiếp hay trên lá, bạn phun ở dưới gốc ha? Rồi đã trả lời cho bạn nha. Rồi bạn Hồ Hà 311 là dạng thọ có pha humic bé mập không bạn, thì khi mà cây của mình mà nó đã ra được hai cặp lá thật đó, thì bạn có thể bằng sử dụng thành bé mập nha. Rồi một bạn tên là Trần Thị Mỹ Hoa nè, bạn này bạn hỏi nè dùng giá thể sạch và phân trùng quế để ươm dạng thọ có được hay không. Thì thông thường thì mọi người có thể là ươm bằng cái tro đen ha, cái tro đen mình kết hợp với cái phân chuồng của mình á để mình ươm, hoặc là cái sơ dừa kết hợp với cái phân chuồng để ươm, là tỷ lệ là nó lên rất là cao ha. Đối với mà cái đất sạch đó thì rất nhiều thương hiệu có cái lời khuyên đó là hạn chế ươm cái đó nha là được, nhưng mà dùng cái giá thể để mà trồng thì là được nha anh ha. Rồi thì câu hỏi tiếp theo của một bạn tên là Dung Nguyễn nè, bạn này bạn hỏi mình là cái đạm cá hồi á là mình pha như thế nào anh để mình tưới trên bông dạng thọ. Thì ở đây là mỗi chai là nó mỗi cái liều lượng nó khác nhau ha, nhưng mà thông thường á là 1 lít đạm cá hồi á là mình sẽ pha được là 100 lít nước để mình tưới trên bông dạng thọ của mình ha. Rồi một bạn tên là Dung Phương hỏi nè, bạn này bạn hỏi mình á dạng thọ màu cam với cái dạng thọ màu vàng cái nào nó phát triển nhanh hơn. Thì ở đây á, riêng cái màu vàng á thì nó sẽ có hai loại, là cái loại là màu vàng không và cái loại là vàng chanh nhị xanh. Đối với cái vàng chanh nhị xanh á thì nó sẽ dại ngại hơn, là nó sẽ phát triển chậm hơn. Còn đối với mà cái màu vàng á với cái màu cam á thì cái màu cam thì nó phát triển nhanh hơn cái thằng màu vàng thường, nhưng mà lại thua cái thằng là màu vàng chanh nhị xanh ha. Thì đó là câu trả lời của mình nha. Nói chung là cũng tùy thuộc vào cái cách chăm sóc của mỗi anh em thôi. Rồi thì video ngày hôm nay thì mình cũng đã trả lời rất là nhiều câu hỏi cho anh chị ha. Mình sẽ trả lời tiếp vào cái buổi live stream nha. Anh chị nhớ vào xem live của mình nha.